đây, tôi chẳng làm cái gì hết. Rồi xin được chào anh chị em. Khi tôi được nghe bảo là từ cái trái tim và cái bàn tay mà mình có thể chữa lành được. Tôi thì làm linh mục, thầy là một thầy, bậc thầy của tôi nữa mà không. Người Việt Nam mình tôi lớn lên là sống ở Việt Nam mới đến mới sang Pháp từ năm 1998. Rồi trước khi sang đây tôi rất là bị cái nghề thuốc cổ truyền của Việt Nam mà không, như anh chị em đây mà không. Bởi kia cách đây một năm có cái anh sống tới bảo tôi xin làm ơn có cái phòng cho mượn, tôi bảo có cái phòng ở đây có cho mượn, có cho mượn anh chị em đấy. Đấy cái phòng thì cho mượn là làm cái nơi để chúng ta có cái cầu nối với anh chị em người Việt Nam của mình. Rồi ở đây thì Tây không, ở trong này cái xóm này chỉ có người Tây không thôi. Chỉ có một vài gia đình mà tôi biết á, mà họ có thật là về Công giáo. Thành ra tôi làm cái cầu nối cho tất cả mọi người. Và bây giờ anh chị em tới đây thì cái ông thầy này, nhưng mà tôi rất là hạnh diện. Rồi hành diện được có một người Việt Nam đến tận Tây Phương để truyền đổi cái quý giá của cái tâm, cái đầu, cái tay của mình cho người khác. Rồi tôi được biết anh chị em tới từ xa lắm, có những người đến từ Đức phải không? Dạ, Luxembourg, Hungary. Anh Quốc, nhưng mà ông có quên anh chị em, nên ra từ nay được gặp anh chị em, những người có tâm huyết truyền bá những cái gì mình có thể làm được cho đời, làm thể làm cho ý nghĩa cho người. Và qua cái bàn tay, qua cái tình của mình, qua tôi nói là qua cái tim, có cái tim, cái nghề này có cái tim, không có cái tim phải là không có cái tim, không có cái tâm lòng này. Tôi biết có rất là nhiều người đồng thời để làm, cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa đã để cho chúng ta được đến. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.